Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Ngoại trưởng Mỹ gọi là virus Vũ Hán, Trung Quốc tức tối. Vì sao Ngoại trưởng Mỹ vẫn gọi là virus Corona mới là virus Vũ Hán bất chấp sự phản đối từ nhà cầm quyền Trung Quốc? Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa khiến chính quyền Trung Quốc phản ứng khi gọi virus Corona chủng mới gây ra dịch COVID-19 là virus Vũ Hán. Trong các cuộc phỏng vấn trên đài CNBC và Fox News vào ngày 6 tháng 3 năm 2020, Ngoại trưởng Mike Pompeo gọi virus Corona chủng mới là virus Vũ Hán, dù virus này đã được Ủy ban Quốc tế về phân loại virus đặc biệt đặt tên là hội chứng hô hấp cấp tính nặng virus Corona 2 hoặc là SARS-2, COV-2. Và đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi được người dẫn chương trình của chương trình Fox News hỏi lại. Ngoại trưởng nói, chính Trung Quốc nói rằng Vũ Hán là nơi khởi đầu của virus. Đâu phải từ ngữ của tôi, từ ngữ của chính Trung Quốc đó, ông Pompeo đã nói. Ngày 6 tháng 3 năm 2020, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi phát biểu trên Fox News và CNBC đã gọi virus Vũ Hán, và ngay cả khi nói về loại vi khuất virus Corona mà chúng ta phải nói rằng gốc khởi đầu dịch bệnh này. Ông Mike Pompeo cho biết, virus Vũ Hán không phải là từ ngữ do tôi đặt, mà chính là nhà cầm quyền Bắc Kinh đã nói Vũ Hán là nơi khởi đầu của virus này. Bắc Kinh không thể nói ra rồi nuốt lời, lấp liếm bằng cách thay đổi tên gọi để xóa đi chữ Vũ Hán được. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng bác bỏ bình luận của Trung Quốc rằng virus có thể bắt nguồn từ nơi nào đó ngoài Vũ Hán. Mặt khác, Ngoại trưởng Pompeo đã chỉ trích Trung Quốc công bố dữ liệu không đầy đủ về dịch virus COVID-19 đã gây ra ảnh hưởng đến việc chống dịch tại Mỹ. Và trong cuộc họp báo trước đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã chỉ trích những người nhắc đến mầm bệnh bằng cái tên virus Trung Quốc hay virus Vũ Hán là rất vô trách nhiệm, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã cho biết như vậy. Đây là hình ảnh Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros. Ông Triệu cho rằng có một số tổ chức truyền thông cố đổ vấy trách nhiệm cho Trung Quốc bằng việc nhắc đến virus bằng những cái tên nói trên và làm dấy lên suy đoán về nguồn gốc của virus gây ra dịch COVID-19, dù không dựa trên bằng chứng hay số liệu cụ thể nào. Ông nói, dịch bệnh này là thách thức toàn cầu. Ông Triệu tuyên bố và nói thêm rằng hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng về phỏng đoán virus chủng mới này xuất phát từ Trung Quốc. Khi công bố tên chính thức của virus và bệnh do nó gây ra là COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới giải thích rằng tên gọi được đặt sao cho không gây trùng lặp và không khai nhắc đến những tổ chức, cá nhân hay địa điểm cụ thể nào nhằm tránh sự kỳ thị. Tuy nhiên, vấn đề không phải chỉ có mỗi ông Mike Pompeo là Ngoại trưởng Mỹ nói như vậy là có phản ứng về cái tên gọi cho dịch cúm này, mà ngay cả giới lập pháp Nhật Bản cũng có yêu cầu rất cụ thể như sau. Thay vì COVID-19 phải gọi đích xác là viêm phổi Vũ Hán. Ban đầu, khi dịch bùng phát tại Vũ Hán, người ta gọi ngay là viêm phổi Vũ Hán. Thế rồi sau đó bỗng nhiên đổi thành coronavirus, rồi COVID-02 và cuối cùng trở thành COVID-19. Dư luận không khỏi ngạc nhiên vì sao Tổ chức Y tế Thế giới do ông Tedros làm tổng giám đốc thay tên dịch bệnh liên tục như vậy và tên thành phố Vũ Hán lại bị loại ra khỏi danh sách nguồn gốc của dịch bệnh này. Và gần đây, một cơn lũ thông tin nhiễu loạn từ Trung Quốc tuôn ra khắp nơi trên thế giới với âm mưu chủ đích nhằm cho nguồn gốc của dịch bệnh là Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, thậm chí là Mỹ. Đây là hình ảnh ông Hiroshi Yamada, thành viên Hạ viện của Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản, trong một cuộc họp của Ủy ban Ngân sách đã tuyên bố, hãy gọi đích xác đây là viêm phổi Vũ Hán. Ngay một số phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng vào cuộc bằng cách đổ lỗi cho các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Nhật Bản và Hàn Quốc là không đầy đủ và là nguyên nhân của sự lây lan căn bệnh ra khắp thế giới. Chiêu trò gấp lửa bỏ tay người táo tận đến mức khó tưởng nổi, nhưng lại được Trung Quốc thực hiện
suốt mấy ngày qua và sẽ còn dồn dập trong thời gian tới. Chưa hết, truyền thông nhà nước Iran, đồng minh của Trung Quốc, còn tung ra tin dịch bệnh có nguồn gốc từ Hoa Kỳ. Trong bản đồng ca với Trung Quốc nhằm làm rối loạn, tạo nên mê hồn trận trong thông tin, qua đó tránh né hậu quả mà dịch bệnh này đang gây ra cho người dân khắp thế giới. Ông Hiroshi Yamada, thành viên của Hạ viện Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền Nhật Bản, trong một cuộc họp ở Ủy ban Ngân sách hôm 3 tháng 3 năm 2020 đã tuyên bố như sau. Hãy gọi đích xác đây là viêm phổi Vũ Hán. Vũ Hán vế phiêm. Thuật ngữ COVID-19 đã khiến mọi người nhầm lẫn về nguồn gốc thực sự của dịch bệnh, ông nói. Để chống lại chiến dịch làm sai lệch thông tin của nhà cầm quyền Bắc Kinh, hãy trở lại với tên gọi ban đầu là viêm phổi Vũ Hán. Ông Hiroshi Yamada đã nhắc lại tên loại bệnh với tên là viêm não Nhật Bản hoặc là cúm Tây Ban Nha, qua đó cho thấy mọi thảm họa tự nhiên đều được gắn liền với tên địa danh như quốc gia hoặc tên thành phố, phát hiện ra dịch bệnh khởi đầu. Viêm phổi Vũ Hán do đó là cách định danh theo thông lệ đối với một thảm họa dịch bệnh tự nhiên mà nó cần có. Đây là hình ảnh chợ hải sản Vũ Hán, nơi được báo chí Trung Quốc nói là đã phát sinh ra virus ban đầu. Không lẽ viêm phổi Vũ Hán chẳng phải tự nhiên mà là dịch bệnh nhân tạo? Một câu hỏi được đặt ra. Lẽ ra, nếu muốn chứng tỏ viêm phổi Vũ Hán là bệnh tự nhiên, chế độ Bắc Kinh hãy trở lại theo đúng thông lệ, đúng với tên gọi ban đầu là viêm phổi Vũ Hán. Việc gấp lửa vào tên người rốt cuộc lại càng thấy dấy lên những ngờ vực về dịch bệnh nghiêm trọng đang diễn ra tại Vũ Hán trong thời gian vừa qua. Ban đầu, ngành y tế thế giới tạm gọi là virus này bằng cái tên như virus corona mới 2019 và chưa có tên riêng cho loại dịch bệnh gây ra bởi virus này. Đến ngày 11 tháng 2 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố tên chính thức đặt cho dịch này là COVID-19. Bên cạnh đó, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã nhất trí với tên gọi chính thức cho virus gây bệnh này là virus corona hội chứng hô hấp cấp tính nặng 2. Ủy ban Quốc tế về phân loại virus lựa chọn tên này là vì virus đó có liên quan và liên hệ gen với loại virus corona gây ra dịch SARS vào năm 2003. Tuy nhiên, hai virus này vẫn khác nhau. Và bản thân Nhà Trắng cũng đang thảo luận về kế hoạch đối phó với virus corona. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gặp Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven và các quan chức kinh tế khác vào ngày 9 tháng 3 để cân nhắc các hành động nhằm ngăn chặn hậu quả từ sự bùng phát của virus corona gây ra. Truyền thông quốc tế dẫn lời theo một quan chức từ chính quyền Tổng thống Donald Trump cho hay như vậy. Đây là hình ảnh Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz tuyên bố ông sẽ tự cách ly sau khi tham dự một hội nghị, trong đó có một người tham dự đã được xét nghiệm dương tính với virus corona. Mặc dù giảm nhẹ mối đe dọa về dịch bệnh, nhưng chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc một số chính sách tiềm năng bao gồm cho phép lấy ngày nghỉ bệnh được trả lương, và quan chức trên cho biết với điều kiện giấu tên. Số ca nhiễm virus corona ở Mỹ hiện nay đã được xác nhận là 566 người, trong đó 22 trường hợp tử vong, và đương nhiên số liệu này mỗi ngày đều tăng. Khoảng 3/4 trong số 50 tiểu bang Hoa Kỳ đã báo cáo có nhiễm virus corona. Thị trường chứng khoán Mỹ đã rơi vào tình trạng bán tháo trong 2 tuần qua vì lo ngại virus corona bùng phát sẽ đẩy nền kinh tế toàn cầu dưới suy thoái. Thị trường này giảm mạnh vào đầu phiên giao dịch ngày thứ hai, gây ra tình trạng ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Các chỉ số chứng khoán của Mỹ đã giảm hơn 4% vào cuối buổi sáng. Khi được hỏi về sự sụt giảm thị trường chứng khoán mới nhất, Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Alex đã nói với các phóng viên rằng chính phủ liên bang đang làm việc tích cực để đối phó với cuộc khủng hoảng và chúng tôi rất nghiêm túc đối với dịch COVID-19, ông nói. Tổng thống Donald Trump thường xem thị trường chứng khoán như một thước đo cho thành tích kinh tế của mình. Và trên trang tweet, ông đã chỉ trích truyền thông về cách đưa tin về sự bùng nổ của dịch bệnh. Ông cáo buộc Đảng Dân Chủ thổi phồng tình hình hơn mức thực tế. Và sự bùng phát virus corona bắt nguồn từ Trung Quốc vào cuối năm ngoái đã lan ra ít nhất 105 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 110.000 người đã bị nhiễm bệnh và khoảng 3.800 người đã chết. Và số này
vẫn đang tiếp tục tăng lên hàng ngày, hàng giờ. Đây là hình ảnh chiếc du thuyền bị kẹt cứng phía ngoài khơi San Francisco từ ngày 4 tháng 3 năm 2020 với 2.400 hành khách, trong đó có 21 người nhiễm virus corona. Và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz hôm Chủ nhật tuyên bố ông sẽ tự cách ly sau khi tham dự một hội nghị chính trị thường niên vào tháng trước, trong đó có một người tham dự đã bị xét nghiệm dương tính với virus corona. Nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và ứng viên Tổng thống vào năm 2016 cho biết ông có tiếp xúc nhanh với người bị nhiễm tại cuộc họp ở Milan 10 ngày trước nhưng không gặp bất cứ triệu chứng nào và cảm thấy bình thường và khỏe mạnh. Tại California hôm Chủ nhật, các giới chức cho biết chiếc du thuyền Grand Princess đã bị cấm quay trở lại San Francisco vào tuần trước do dịch corona trên tàu và sẽ đưa hầu hết 2.400 hành khách đến trung tâm cách ly được thiết lập tại 4 căn cứ quân sự trên cả nước. Những người cần được chăm sóc y tế lập tức sẽ được đưa đến bệnh viện. 1.100 nhân viên du thuyền sẽ được tìm cách xử lý trên tàu trừ khi họ cần được đưa ra ngoài chăm sóc cấp tính. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay thứ Tư ngày 11 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo DE. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, Thời báo.de.